Xin kính chào tất cả quý anh chị và các bạn. Một lần nữa xin được chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn đã đến với video giới thiệu dòng sản phẩm sinh học Navacos Việt Nam. Và trong ngày hôm nay, Hồng Thương sẽ chia sẻ với tất cả anh chị một sản phẩm nữa cũng thuộc dòng Navacos. Đấy chính là kem chống nắng mang tên Milisan Plus Navacos Việt Nam. Và thưa với tất cả các anh chị, em vẫn hay chia sẻ với tất cả các anh chị rằng các chị đi đâu, các anh chị làm gì, chúng ta có thể thiếu gì đi chăng nữa, nhưng với kem chống nắng thì chúng ta không thể nào thiếu được. Bởi vì các chị cũng có thể biết rằng da của chúng ta là nơi đầu tiên tiếp xúc với những cái tác động của môi trường bên ngoài, như là bụi bẩn, vi khuẩn, các gốc tự do, và nguy hiểm hơn đấy chính là các tia cực tím của ánh sáng mặt trời. Và với những cái tác động đấy thôi đủ để cho da của chúng ta biểu hiện có nhanh chóng bị lão hóa và nhanh chóng xuất hiện những cái nám tàn nhang. Và điều đấy sẽ khiến cho chị em chúng ta không hề tự tin một chút nào khi chúng ta đi ra ngoài, đúng không ạ? Vậy thì thay vì để cho da của chúng ta nó xuất hiện những cái tình trạng bệnh lý như thế, thì ngay từ đầu chúng ta nên lựa chọn một cái sản phẩm hợp lý, hiệu quả để chúng ta bảo vệ da của chúng ta trước khỏi những tác động của môi trường bên ngoài. Và nhận thấy được tâm lý của tất cả các chị em chúng ta là như thế, thì công ty Glowfi đã cho ra mắt sản phẩm kem chống nắng với chỉ số chống nắng rất là cao và thời gian chống nắng rất là lâu. Đấy chính là kem chống nắng Milisan Plus Navacos. Và thưa với tất cả các anh chị, với dòng kem chống nắng này là một dòng kem chống nắng vật lý, các anh chị nhé, là một dòng kem chống nắng vật lý. Và đây là dòng kem chống nắng, nó có một cái ưu điểm rất là vượt trội, đấy là nó sẽ kích hoạt chống nắng ngay lập tức cho tất cả các anh chị, chứ không phải là chúng ta bôi xong sau đấy chúng ta đợi 30 phút sau đấy chúng ta mới đi ra ngoài. Khi mà đã sử dụng cái dòng kem chống nắng này rồi thì tất cả các anh chị không phải lo lắng về điều đấy nữa. Chúng ta bôi kem chống nắng và cái dòng kem chống nắng này nó sẽ kích hoạt chống nắng luôn, và chúng ta có thể đi ra ngoài luôn và chúng ta có thể làm việc được luôn, và không cần phải chờ đợi đến 30 phút nữa mà da của chúng ta vẫn được bảo vệ một cách an toàn và hiệu quả. Và đặc biệt với dòng kem chống nắng này thì mọi làn da đều có thể sử dụng được anh chị nhé, kể cả là da bị dầu nhờn hay là da mụn thì các anh chị cũng có thể sử dụng được. Có nghĩa là đây là một dòng kem chống nắng vật lý rất là an toàn, rất là hiệu quả và phù hợp với mọi làn da. Và nếu như để chi tiết ra về công dụng của cái dòng kem chống nắng này thì nó sẽ có một số những công dụng như sau. Đầu tiên là kem chống nắng Navacos, nó sẽ giúp chống nắng, nó sẽ giúp là bảo vệ da của chúng ta khỏi các tia cực tím của ánh sáng mặt trời. Thứ hai là kem chống nắng nó cũng sẽ cung cấp giữ ẩm cho da của chúng ta. Thứ ba, kem chống nắng Navacos Medisan Plus nó sẽ giúp ức chế lại quá trình lão hóa và ngăn ngừa các nếp nhăn, nếp gấp cho da của chúng ta một cách rất là tuyệt vời. Và khi mà các chị sử dụng những cái dòng kem, sử dụng dòng kem chống nắng Medisan Plus này thì sau đấy các anh chị cũng có thể xem nó như là một lớp phấn nền, một lớp nền để chúng ta sau đấy chúng ta đánh phấn lên thì cũng rất là tốt và da của chúng ta rất là mịn màng, rất là đẹp. Và với những công dụng tuyệt vời như trên thì chắc chắn chị em chúng ta sẽ không cần phải quá lo lắng về làn da của mình sẽ bị xấu đi, sẽ tự ti khi mà làn da của chị em chúng ta sẽ bị xấu, bị xuất hiện những cái tình trạng bệnh lý như nám tàn nhang hay là bị lão hóa nữa, bởi vì đã có một cái sản phẩm rất là tuyệt vời bảo vệ cho da của chị em chúng ta rồi. Và thưa tất cả quý anh chị, vừa rồi Hồng Thương đã chia sẻ với tất cả các anh chị về một sản phẩm nữa cũng thuộc dòng mỹ phẩm sinh học Navacos Việt Nam, đấy chính là kem chống nắng Medisan Plus. Và đây là thuộc một dòng kem chống nắng được rất nhiều các anh chị chủ spa hiện tại trên khắp cả nước đi dùng. Và kem chống nắng vật lý Medisan Plus cùng với serum vàng 24K, tế bào gốc Navacos Salmon Ambu và Silvicrim Nano DNA cá hồi là 4 sản phẩm chính thuộc dòng sản phẩm mỹ phẩm sinh học Navacos. Và em tin chắc rằng khi mà anh chị đã đến với mỹ phẩm sinh học Navacos, đến với Glowfi thì đấy là một sự lựa chọn đúng đắn, một sự lựa chọn vô cùng là sáng suốt với tất cả các vị và quý vị và anh chị. Và nếu như quý vị và anh chị nào muốn có bất kỳ thắc mắc nào và muốn được hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ vào số hotline của Trung Minh Hồng Thương là 0984 856 736 để được hỗ trợ một cách tốt nhất và chi tiết nhất. Và một lần nữa Hồng Thương xin phép được gửi lời cảm ơn tới tất cả quý anh chị đã theo dõi video này và xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị và anh chị, và chúng ta sẽ gặp lại vào những video lần tiếp theo. Bây giờ xin chào và xin cảm ơn.